Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Nhung đã quay trở lại đến cùng các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Bài học ngày hôm nay chúng ta học lại danh từ đi với đế. Tuy nhiên danh từ đi với đế ngày hôm nay ý nghĩa là gì chúng ta sẽ xem ví dụ trước. Nào, chúng ta có hình ảnh núi Phú Sĩ, Fuji-san. À, núi Phú Sĩ là một biểu tượng của Nhật Bản và cũng là một ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Vậy thì câu ngọn núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản chúng ta sẽ nói làm sao? À, Fuji-san wa Nihon de Ichiban Takayama desu. Fuji-san wa Nihon de Ichiban Takayama desu. Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Các bạn bắt đầu hiểu được trợ từ đế ở đây chưa nào? À, chúng ta sẽ đi thêm một cái nữa để chúng ta rõ hơn một chút nha. À, chúng ta có ngọn núi Elebesuto. Elebesuto wa Seikai de Ichiban Takayama desu. Elebesuto wa Seikai de Ichiban Takayama desu. Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới. Vậy trợ từ đế ở đây là trợ từ để cho chúng ta chỉ phạm vi mà chúng ta đang nói tới. Ví dụ như phạm vi của núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất, nó chỉ là ở trong Nhật Bản mà thôi. Nhưng núi Everest, Elebesuto thì khác, nó là ngọn núi cao nhất ở trong phạm vi là thế giới. À, chúng ta đi vào bài tập luyện tập một chút nha. Ở đây chúng ta có một tấm hình gia đình. À, và chúng ta nhìn thấy Chichiwa Kazoku de. Chichiwa Kazoku de. À, bố ở trong phạm vi gia đình thì như thế nào các bạn? À, Seiga Takahito desu là cái người cao nhất ở trong nhà, đúng không? Chichiwa Kazoku de Seiga Takahito desu, bố là người cao nhất ở trong nhà. Còn cậu bé này thì sao? À, cậu bé này đang nghĩ về rất là nhiều môn thể thao, nhưng mà đặc biệt với bóng đá thì à, Subotsu de Sakka ga Ichiban suki desu. Subotsu de Sakka ga Ichiban suki desu. Ở trong phạm vi là thể thao thì môn bóng đá vẫn là môn là cậu bé yêu thích nhất. Cảm ơn các bạn đã tới buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ làm bài tập để chúng ta có thể nhớ thêm về chữ trợ từ đế này. Hey, minasan, sayonara, matai, masho.